Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Bảo Thy được chồng đại gia cho uống vảy vàng đắt đỏ của Nhật Bản để chống virus giữa mùa dịch bệnh. Để diệt virus giữa lúc cơn bão corona đang hoành hành, Bảo Thy khiến nhiều người trầm trồ khi khoe việc được chồng cho uống vảy vàng đắt đỏ của Nhật Bản. Giữa lúc người người nhà nhà đang tích cực phòng chống dịch bệnh viêm phổi gấp rút từ virus corona bằng các phương pháp như đeo khẩu trang, rửa tay, dùng dung dịch diệt khuẩn hạn chế ra đường, thì Bảo Thy lại đang áp dụng một cách khác. Nữ ca sĩ vừa hào hứng khoe việc được chồng chống rượu sake gold của Nhật chứa vảy vàng để diệt vi khuẩn. Với lối sống thượng lưu, Bảo Thy có cách chống bệnh tật không giống mọi người. Ngoài ra, công chúa bong bóng cũng khiến người hâm mộ trầm trồ khi có ông xã hết sức tâm lý, biết cách chăm sóc sức khỏe cho vợ. Có thể nói, kể từ sau khi kết hôn vào tháng 11-2019, Bảo Thy chỉ tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống sang chảnh thoải mái bên chồng. Nữ ca sĩ đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng người bạn đồng hành của mình. Đây là kế hoạch của Bảo Thy. Trong đám cưới, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, sau khi lấy chồng sẽ tập trung vào chăm sóc gia đình và ở bên cạnh người thương hơn là việc đi hát. Bên cạnh đó, Bảo Thy tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh để trở thành người phụ nữ thành đạt trong tương lai. Cô vẫn sẽ nhận các show phù hợp để gặp gỡ khán giả và người hâm mộ của mình. Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 33 bằng bộ ảnh Hoàng cung chức lừ. Kiểu mừng sinh nhật đặc biệt của Trấn Thành bên cạnh bà xã cùng những người bạn thân thiết khiến nhiều người thích thú. Trấn Thành đã bước sang tuổi 33 với nhiều thành công không thể chối cãi. Mới đây, nam danh hài cùng với bà xã Harry Won cùng những người bạn thân thiết của mình như Trúc Nhân, Lê Giang, Ali Hoàng Dương đã có chuyến du lịch Hàn Quốc mừng sanh thần của mình. Hình ảnh của chuyến đi cũng khiến nhiều người thích thú. Hôm nay là ngày Asin bước sang tuổi 33. Trên trang cá nhân của mình, nam danh hài chia sẻ bộ ảnh chức lừ được chụp tại Hàn Quốc cùng lời chúc mừng bước qua tuổi mới ngày càng thành công hơn nữa. Sanh thần thứ 33 rồi đó, già tới nơi rồi, năm nay thành công hơn nữa để giúp đỡ nhiều người hơn nữa nha xin. 1000 kế hoạch phải thực hiện, cố lên nào, chạy thôi, năm danh hài chia sẻ. Đi kèm đó là bộ ảnh được chụp tại Hàn Quốc với bộ trang phục xứ sở Kim Chi. Nhiều lời chúc cũng đã được gửi tới năm MC tài hoa của showbiz Việt. Trước khi bước qua tuổi 33, web drama Bốn già của Trấn Thành đã thực sự ra mắt và thành công vang dội. Nhiều người nói rằng đây chính là món quà sinh nhật lớn nhất mà Trấn Thành tự tay dành tặng mình. Luôn được biết đến là nam MC, danh hài đình đám nhất của showbiz Việt. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành đến nay vẫn được khán giả dành nhiều sự yêu thương ủng hộ bởi sự đa tài ở mọi lĩnh vực mà anh tham gia. Từ một chàng trai không có gì trong tay đến nay ở tuổi 33, Trấn Thành có mọi thứ mà nhiều người mong ước từ địa vị, danh tiếng, sự nghiệp cho đến một gia đình viên mãn.